Sao V-Biz sau khi nhậu, hình tượng là gì, ai biết gì đâu. Lan Ngọc có can đảm hơn hẳn, hát nhiệt tình không nể ai, trái ngược hẳn cô bạn thân. Đừng trả lời như thế. Hãy để với em. Hòa Minzy quẩy nhiệt vô cùng, hình ảnh đội thùng làm siêu nhân mãi là huyền thoại. Trấn Thành phá mồi bất chấp dù đó là đạo cụ quay phim. Ngọc Trinh được Hương Giang cứu nguy vô cùng tinh tế. Người ta thường nói nhậu vào là con người thật sẽ hiện ra, có lẽ điều đó đúng với khá nhiều sao Việt đấy, bởi vì sau khi có chút men trong người thì họ khác hẳn với hình ảnh thường thấy luôn. Lan Ngọc không ít lần để lộ hình ảnh sau khi đã không còn tỉnh táo, gương mặt cô khi đó cực kỳ dễ thương vì hồng hào hơn, tính cách thì tăng động hơn bình thường gấp mấy lần. Đặc biệt sau khi đã có men trong người, nàng ngọc nữ sẽ thể hiện giọng ca oanh vàng bất chấp tất cả. Dù lạc giọng, lệch tông, nhảy nhót không theo trật tự gì nhưng Ngọc thích thì cũng không ai ngăn cản được Ngọc. Gần đây nhất sau khi sang Úc, cô nàng cũng xuất hiện trên live trong trạng thái đã ngà ngà nhưng vẫn rất nhiệt tình trò chuyện và giúp chị gái bán hàng. Fan rất thích những lúc Lan Ngọc đã không còn tỉnh táo thế này bởi cô đặc biệt dễ thương và tự nhiên, càng xem càng cưng. Trong khi đó cô bạn thân Thúy Ngân thì lại có một trạng thái khác hẳn. Thường mỗi khi nhậu rồi là Thúy Ngân sẽ rơi vào trầm tư nhiều hơn là quậy, không ít lần fan nhìn thấy người đẹp này nhậu xong là rơi nước mắt. Không cần nói đâu xa, trong đám cưới Minh Tú gần đây, Thúy Ngân cũng ra về trong trạng thái đã không còn tỉnh táo và được những anh bạn thân hộ tống ra ngoài. Thậm chí Jun Phạm còn đưa kính đen cho cô đeo để che đi đôi mắt. Nhiều lần fan tự hỏi không biết Thúy Ngân gặp những chuyện gì mà lại đa sầu đa cảm tới vậy, mỗi khi uống vào rồi mới bộc lộ được ra. Nói đến quậy hết cỡ sau khi có men trong người thì nào ai có thể qua được Hòa Minzy. Cô nàng đã có không ít khoảnh khắc để đời sau khi quá chén rồi, mà lần nào cũng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến hình tượng của cô nàng không còn gì nữa cả. Dường như thói quen sau khi không còn tỉnh táo của mẹ Bo chính là đội thùng giấy và quẩy cực sung. Trong đám cưới Jin Tuấn Kiệt và Puka hồi năm ngoái, mỹ nhân này đã có pha biến hình thành siêu nhân với đầu đội thùng, hai chân hai thùng, buộc váy và xoay tóc tán loạn theo điệu nhạc làm ai xem cũng cười lật nhà. Độ lây của Hòa sau khi nhậu có thể là tăng lên gấp 10 lần bình thường, mang đến bao giây phút giải trí cho cư dân mạng. Không mấy khi để lộ khoảnh khắc sau khi đã quá chén, nhưng trong một lần quay phim Trấn Thành đã bị đoàn làm phim quay lại toàn bộ. Chuyện là khi quay bộ phim Nhà Bà Nữ, để đóng cảnh nhân vật đã uống thì Asin đã chơi lớn uống tới mấy chai soju trước khi bấm máy để tạo cảm giác thật, và rồi anh cũng mất tự chủ thật luôn. Và thế là Trấn Thành cứ ngồi phá mồi không ngừng tay dù nhân viên đoàn phim đã nhắc là đây là đạo cụ, phải giữ đúng để hình ảnh trước và sau khớp nhau. Sau khi chống chế rằng sẽ có người chuẩn bị đầy đủ thì anh đạo diễn tiếp tục ăn không ngơi nghỉ với gương mặt ngây thơ vô số tội luôn. Dễ 5 con là phải đủ 5 con chứ lát ngồi đến cuối cảnh còn có 1 con không được. Ngọc Trinh trước đây không ít lần để lộ hình ảnh không đẹp sau khi đã có men trong người, chịu không ít chỉ trích của khán giả vì quá buông thả, lộ hình ảnh kém duyên không phù hợp với hình ảnh người nổi tiếng. Thế là trong một lần Ngọc Trinh cũng đã uống nhiều và không còn tỉnh táo, cô đã được Hương Giang cứu nguy đúng lúc. Chuyện là nàng hậu chuyển giới thấy cô bạn đã ngà ngà rồi nên không cho uống nữa. Sau khi Ngọc Trinh ngồi xuống ghế là Hương Giang lập tức ngồi lên đùi che phía trước để máy quay chĩa hết vào mình, che chắn để Ngọc Trinh không bị quay lại khoảnh khắc không đẹp. Vậy mới thấy vì sao Hương Giang lại nhiều bạn và biết giữ quan hệ tốt, cô nàng thực sự tinh tế và xử lý tình huống rất nhanh, còn rất bảo vệ phụ nữ nữa, ở cạnh thật yên tâm.